chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài các bạn ạ. À, tài giỏi thì chúng ta chưa biết được mình tài giỏi hơn ai hay là mình tài giỏi đến đâu nhưng mà khi bắt đầu lên social media hay bắt đầu làm xây dựng thương hiệu cá nhân các chị em trong lĩnh vực làm đẹp ơi không cần phải quá nhiều tài giỏi về cái kỹ thuật quay dựng biên tập hay là mình đừng có tự ti về mình là phải xuất chúng tay nghề mình phải như lao thì mình mới bắt đầu lên trên mạng xây dựng thương hiệu cá nhân không cần đâu hãy bắt đầu với chữ tâm như đúng cái chủ đề video ngày hôm nay và trong chuyện kiều nguyễn du chúng ta nhớ không nào chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài và dĩ nhiên tâm trí tài đức cái từ nào cũng quan trọng nhưng tại sao cái câu nói này quan trọng như vậy khi mà chúng ta bắt đầu để gây cái sức ảnh hưởng với ai đó rồi gây sự chú ý và đặc biệt là trong quá trình xây dựng nhân hiệu thì chúng ta tạo dấu ấn với khán giả mục tiêu của mình đúng không nào không cần biết các bạn tài giỏi đến đâu hãy cứ chân thật các bạn nhé thì như cái cây study ở trên đây các bạn thấy rằng là bạn linh lê đây bạn ấy xây một cái kênh bạn ấy chia sẻ bản thân của bạn ấy bạn ấy cũng đã là một thợ neo vậy thì những cái góc quay video này và các cái video này nó hoàn toàn đơn giản và hầu như là không có cắt ghép biên tập edit gì cả đó các góc quay được đặt cố định có những video chủ đề về quay cảnh bạn ấy đang trò chuyện này tư vấn với khách hàng này có những cảnh thì, uh, sẽ là nói chuyện này, tâm sự với khách hàng rất là vui này rồi lúc rảnh thì bạn ấy là chia sẻ những cái kiến thức về dạy tiếng anh dành cho cái cô bạn đồng nghiệp như cô bạn làm cùng neo đó và khi cái chủ đề này lên hot rồi thì bạn ấy lại chia sẻ những cái dạng mà uh, cách mà học tiếng anh dành cho người mới qua mỹ đó và rất nhiều những cái kỹ năng những cái kinh nghiệm mà bạn ấy trong quá trình làm nghề bạn ấy chia sẻ đó hoàn toàn đến từ cái tâm nó rất là chân thật và bạn ấy cũng chia sẻ rằng bạn ấy không phải là dạy đời ai, đó là bạn ấy biết gì bạn ấy chia sẻ như vậy. Thì đấy các anh chị em ơi, nhân hiệu đến từ cái tâm nó đơn giản như vậy đấy. Và bạn ấy đang xây dựng một cộng đồng rất là vững mạnh và với cái lộ trình như này bạn ấy hoàn toàn có một cái tương lai rộng mở và thu nhập có nhiều income cho mình bạn có thể affiliate với những cái sản phẩm supply về công cụ về làm neo, bạn cũng có thể tự quay đóng gói những cái khóa học dạy neo cơ bản dành cho người mới để bán nó ở trên mạng, rồi bạn cũng có thể tổ chức những lớp Zoom online rồi offline để đào tạo dành cho người mới học neo đúng không nào? và ngoài ra bạn cũng có thể nhận booking với những cái app này rồi những cái trung tâm dạy tiếng Anh này, những app dạy tiếng Anh giao tiếp này để có thể giới thiệu với những cái nhu cầu dành cho những cái người mà mong muốn học tiếng Anh giao tiếp để qua Mỹ đúng không nào và rất nhiều cơ hội để kiếm tiền gia tăng thu nhập khi mà có sức ảnh hưởng nhưng đơn giản sức ảnh hưởng đến từ chính cái tâm, đến từ những cái gì mà mình biết cái gì nó là kinh nghiệm của mình Mình chia sẻ lại cho những người mà thực sự cần nó Nào hãy follow kênh bạn này Nó sẽ là nguồn cảm hứng cho các anh chị em nhé Không cần giỏi về kỹ thuật Không cần giỏi quá nhiều về làm video đâu Cứ chân thật quay gì chia sẻ đấy Và đăng lên trên social media đi nhé